nhìn cảm xúc với con mắt vô thường. Khi có người nào nói gì làm cho bạn giận dữ và bạn mong cho họ biến mất đi, xin hãy nhìn kỹ bằng con mắt vô thường. Nếu người kia đi mất thật sự thì bạn cảm thấy ra sao? Bạn sung sướng hay bạn sẽ khóc? Khi giận dữ, chúng ta thường làm gì? Chúng ta la hét và ráng đổ lỗi cho người khác đã gây ra chuyện. Nhưng khi nhìn cái giận đó với con mắt vô thường, ta có thể ngừng lại và thở. Ta nhắm mắt lại và nhìn cho sâu. Ta ráng nhìn vào tương lai khoảng 300 năm sau. Bạn sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao? Bạn sẽ ở đâu và tôi sẽ ở đâu? Ta chỉ cần thở vào thở ra, nhìn vào tương lai của ta và tương lai của người kia. Chúng ta không cần nhìn xa tới 300 năm, chỉ cần nhìn sau 50 hay 60 năm, khi chúng ta đều đã qua đời. Nhìn vào tương lai, ta sẽ thấy người kia vô cùng quý giá. Chúng ta có thể mất nhau bất cứ giờ phút nào, chúng ta sẽ không giận dữ nữa. Ta sẽ muốn ôm người đó và nói, thật là tuyệt diệu mà bạn, anh hay em, còn sống đây, tôi thật sung sướng, làm sao mà tôi giận bạn cho được. Chúng ta cả hai sẽ có ngày chết đi, thật là điên rồ khi chúng ta giận nhau trong khi còn sống bên nhau. Lý do khiến cho ta điên rồ đủ để làm khổ chính mình và người bạn ta, chỉ vì ta quên rằng cả hai người đều vô thường hết. Ngày nào chết đi, ta sẽ mất tất cả, của cải, quyền lực, gia đình và tất cả mọi thứ khác. Tự do và an vui trong lúc này là điều quan trọng nhất mà ta có được. Nhưng khi không có khái niệm về vô thường, chúng ta không thể có hạnh phúc. Có khi ta còn không muốn nhìn thấy người kia khi họ còn sống. Nhưng khi người đó chết rồi thì ta lại viết điếu văn rất hay và mua hoa phúng điếu. Nhưng người chết rồi thì đâu còn ngửi được hoa thơm. Khi ta hiểu và nhớ được rằng mọi sự vô thường thì ta có thể làm mọi thứ để cho người kia được sung sướng lúc này và ngay ở đây. Khi ta giận người mình thương tới 24 giờ, đó là vì mình đã quên mất vô thường rồi.